Kính thưa quý vị, Will Ferrell nhận được ngôi sao trên đại lộ danh vọng. Tin từ Hollywood, Will Ferrell đã nhận được ngôi sao số 2547 trên đại lộ danh vọng vào thứ Ba ngày 24 tháng 3 vì được đóng trong nhiều bộ phim hài đáng nhớ của thế kỷ thứ 21. Người nghệ sĩ hài này đã ăn mừng cùng với các bạn đồng nghiệp khác như John C. Reilly và Molly Shannon. Will Ferrell cho biết rằng mình rất cảm kích vì sự giúp đỡ và tình yêu của gia đình, vợ của ông là bà Vivica và ba đứa con trai tuyệt đẹp. Ông cũng kêu những đứa con của mình khoe quần áo vest đẹp bằng cách đi vòng quanh trên thảm đỏ, nhưng tránh đừng dẫm lên ngôi sao vàng. Will Ferrell năm nay đã 47 tuổi và đã nhận được vai diễn danh giá trong chương trình Saturday Night Live vào những năm 1990. Ông cũng đã đóng vai rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Hoa Kỳ như Tổng công tố viên Janet Reno, xứ ngôn viên Alex Trebek, ca sĩ Neil Diamond và cả vai Tổng thống Bush. Chính vai diễn về tổng thống này đã tạo ra một show chương trình hài độc thoại cho riêng người diễn viên trên Broadway có tên là Will Ferrell, You've Come to America, A Final Night with George W. Bush. Show hài độc thoại này đã giành được giải thưởng Tony Award danh giá cho Will Ferrell. Người diễn viên hài cũng đã đóng nhiều vai diễn đáng nhớ trong các bộ phim hài nổi tiếng Hollywood như Anchorman, Elf, Zoolander, Old School, The Other Guy và Stranger Than Fiction. We do it hard. I can get hard. We're about to simulate a prison riot. I totally feel fine. Oh. What? It's a. Oh, God. Is my eye twitching? It looks fine. This is where I need to get out. James. No! No!